Thì đối với một chiếc tai nghe á, khi mà chúng ta mới mua về, chúng ta nghe liền thì chúng ta sẽ không có trải nghiệm được cái chất âm đầu tiên, chất âm hay của nó. Mà chúng ta phải để cho tai nghe hoạt động trong vòng 100 giờ liên tục. Lúc đó thì tai nghe nó bên trong thì nó sẽ mềm ra và nó sẽ nghe cái tiếng bass nó mềm và nó sâu hơn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất là vui khi gặp lại mọi người trong cái video clip lần này của Thiên Vũ Audio. Hôm nay thì Sang sẽ làm một cái video clip chia sẻ về tai nghe. Thì đây là những cái thông tin kiến thức mình đã đúc kết từ những anh chị đã có kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Và mình sẽ đúc kết ngắn gọn, dễ hiểu nhất có thể để cho mọi người có cái nhìn tổng quan cách làm như thế nào để chúng ta có thể lựa chọn một chiếc tai nghe phù hợp với bản thân mình. Ok, thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết nhé. Thì nói về cái dòng tai nghe á, thì đặc điểm của một chiếc tai nghe xịn đó chính là mẫu mã đẹp, chất âm hay. Đeo thì chúng ta cảm giác thoải mái, không bị đau tai trong thời gian dài. Và thứ ba nữa là nó có cái khả năng chống ồn bên ngoài đó. Và cái khả năng chống ồn bên ngoài này thì thông thường nó chỉ xuất hiện ở những cái nhà hãng, những cái tai nghe chính hãng. Và nó không có xuất hiện ở những cái dòng tai nghe khoảng vài trăm ngàn. Tại sao? Tại vì cái mức giá thành, những cái công nghệ người ta đưa vào cái tai nghe này, người ta đã tính toán và cái mức chi phí đó người ta đã bổ sung vào giá. Còn đối với những dòng dàn tai nghe bình thường bên ngoài thì người ta sẽ thiên về phát ra tiếng thôi, chứ còn về cái chất âm người ta sẽ không chú trọng. Và cái chức năng chống ồn này nó như thế nào thì mình xin được phép mình giải thích cho mọi người hiểu. Tai của chúng ta mỗi ngày nè, nghe được cái mức độ ồn tối đa là 85 dB trong vòng 8 tiếng. Thì lúc đó thì tai của chúng ta vẫn hoạt động bình thường, không có xảy ra vấn đề về gì. Nhưng mà đối với việc chúng ta nghe ở mức độ ồn lên đến 91 dB, ở mức 91 dB thì chúng ta chỉ nghe được 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì mình sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể cho mọi người hiểu. Khi mà mọi người ra đường á, thì cái mức độ tiếng ồn của xe cộ bên ngoài là khoảng tầm 70 dB. Đối với mọi người sử dụng một cái chiếc tai nghe bình thường, một chiếc tai nghe mua khoảng vài chục ngàn, vài trăm ngàn, thì mọi người bắt buộc mọi người phải tăng cái mức dB độ lớn của tai nghe lên đến 91 hoặc là hơn thì chúng ta mới nghe được cái âm thanh mà chiếc tai nghe nó phát ra. Và với cái việc mà tăng cái mức âm lượng lên như vậy thì nó rất là dễ gây là hư tai chúng ta, và chúng ta nghe ở âm thanh ở cái mức độ ồn như vậy thì nó sẽ không có thể nào trải nghiệm được hết tất cả cái chất âm mà chiếc tai nghe nó mang lại. Còn đối với những cái dòng tai nghe chính hãng thì mọi người chỉ cần tăng một xíu, khoảng tầm 30%, 40% thì mọi người có thể trải nghiệm được cái chất âm. Tại vì sao? Tại vì bên trong chiếc tai nghe chính hãng nó có tích hợp cái khả năng chống ồn bên ngoài. Và với tai nghe chính hãng này chúng ta có thể thoải mái nghe nhạc ở ngoài đường mà chúng ta không sợ cái tiếng ồn bên ngoài nó tác động. Thì xíu nữa thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số dòng tai nghe chống ồn hiện nay chính hãng có trên thị trường. Có những cái loại tai nghe gì? Mình sẽ giới thiệu những cái loại tai nghe. Một cái thông tin nữa mình muốn chia sẻ với mọi người á, thì đối với một chiếc tai nghe á, khi mà chúng ta mới mua về, chúng ta nghe liền thì chúng ta sẽ không có trải nghiệm được cái chất âm đầu tiên, chất âm hay của nó. Mà chúng ta phải để cho tai nghe hoạt động trong vòng 100 giờ liên tục. Lúc đó thì tai nghe nó bên trong thì nó sẽ mềm ra và nó sẽ nghe cái tiếng bass nó mềm và nó sâu hơn, chất âm nó nghe sẽ hay hơn rất là nhiều. Thì mọi người có thể test thử, thì mọi người có thể mua một chiếc tai nghe về và mọi người nghe lúc đầu với một cái bản nhạc yêu thích của mọi người. Sau đó mọi người nghe khoảng sau một ngày hoặc hai ngày sử dụng thì mọi người nghe lại đúng cái bài hát đó thì mọi người sẽ cảm nhận được, thấy cái sự khác biệt rõ rệt của nó. Thì đó là một số thông tin mình chia sẻ. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu thêm một số cái dòng tai nghe chống ồn hiện nay. Thì hiện nay á, thì trên thị trường có tổng cộng là 3 dòng tai nghe chống ồn. Loại đầu tiên đó chính là loại tai nghe chụp tai di động. Thì ở cái dòng tai nghe chụp tai di động này thì chúng ta sẽ có hai loại chính, đó chính là loại che tai và cái loại chùm qua tai. Thì cái loại che tai thì nó sẽ có ưu điểm là kích thước nó sẽ nhỏ gọn hơn cái loại chùm qua tai. Và cái nhược điểm của nó là cái mức cản tiếng ồn bên ngoài nó sẽ thấp hơn
do là cái miếng đệm tai nó phải tiếp xúc trực tiếp với cái bề mặt của cái tai nè, dễ để lộ những cái kẽ hở lọt tiếng ồn qua bên ngoài. Như vậy thì âm thanh nó sẽ không rộng bằng cái tai nghe trùm tai, do màng lo nó thường gần tai hơn. Mẫu thứ hai đó chính là mẫu trùm qua tai. Thì cái mẫu trùm qua tai nó sẽ có ưu điểm gì? Thì mẫu trùm qua tai thường nó sẽ đeo, nó sẽ thoải mái hơn vì nó không tiếp xúc với tai của bạn. Đồng thời thì cái tiếng ồn nó sẽ giảm tối thiểu hơn, nó cản cái tiếng ồn tốt hơn, do cái miếng đệm tai nó tiếp xúc ở quanh cái vùng cái tai của bạn nè, có nhiều cái diện tích tiếp xúc hơn và nó bằng phẳng hơn, nó kín hơn. Thì lúc này thì âm thanh nó sẽ rộng hơn do cái màng lo nó cách xa tai nhất có thể. Thì hiện nay thì mọi người có thể tham khảo một số dòng tai nghe của Denon. Và cái mẫu tai nghe thứ hai mà chúng ta sẽ giới thiệu ở đây chính là mẫu tai nghe đúc tai. Thì ưu điểm của mẫu tai nghe đúc tai này là gì? Thường thì cái loại tai nghe này sẽ có thiết kế nhỏ gọn nhất các loại tai nghe. Nó sẽ rất là nhẹ, nó phù hợp với việc sử dụng hàng ngày. Tai nghe thường nó đi kèm với cái miếng mút để chúng ta nhét vào tai, thường làm bằng silicone hoặc là mút. Thì cái việc chọn kích cỡ của các miếng nút tai này nó vừa khít với tai bạn cũng là rất quan trọng. Thì mỗi người sẽ có một cái kích cỡ tai khác nhau. Khi mà chúng ta chọn đúng cái kích cỡ tai đó thì chúng ta có thể giảm thiểu được cái tiếng ồn và trải nghiệm được cái chất âm của nó một cách tốt nhất. Âm bass nó sẽ cho ra rõ ràng nhất có thể. Và nhược điểm của cái dòng tai nghe này là gì? Thì dòng tai nghe này nó có nhược điểm, đó chính là việc đeo như vậy thì nó sẽ gần màng nhĩ chúng ta, do đó cái diện tích tiếp xúc của nó sẽ hẹp hơn và nó khiến cho tai nghe chúng ta nghe ở thời gian dài nó rất là khó chịu. Và mẫu tai nghe thứ ba mà mình sẽ giới thiệu tới mọi người đó chính là mẫu tai nghe triệt ồn bằng sóng âm. Thì mẫu tai nghe này thường được sử dụng cái công nghệ NC, sử dụng mic ngay cái cạnh tai của bạn để thu lại tiếng ồn bên ngoài. Sau đó nó sẽ có một cái mạch điện bên trong sẽ phát ra âm thanh lệch pha 180 độ so với tiếng ồn. Nó sẽ giảm được tiếng ồn bên ngoài lên đến là 99%. Ưu điểm của dòng tai nghe này đó chính là việc phù hợp với các môi trường ồn như là máy bay này, cản tiếng ồn hiệu quả trong các loại tai nghe. Nhược điểm duy nhất của nó là chức năng cản tiếng ồn bằng sóng âm nó chỉ có tác dụng khi mà các bạn chạy bằng pin. Một số loại tai nghe hiện nay như là Denon AH-NC600 thì nó có chức năng vẫn nghe được nhạc khi chức năng này bị tắt, nhưng mà chất lượng cản âm và âm thanh âm nhạc nó sẽ bị giảm đáng kể. Tóm lại thì khi mà chúng ta mua một chiếc tai nghe, chúng ta phải chọn tai nghe làm sao nó có khả năng bảo vệ cái tai chúng ta tốt nhất có thể. Bạn đeo tai nghe phải có cái cảm giác thoải mái, chiếc tai nghe đem lại chất lượng âm thanh tốt hơn, nghe hay hơn rất là nhiều. Thì cách tốt nhất để mà chúng ta biết được nên chọn cái mẫu tai nghe nào thì chúng ta nên đến trực tiếp cửa hàng và nghe thử cái chất âm của dòng tai nghe đó, xem nó có phù hợp với tai của chúng ta hay không, xem nó có phù hợp với cái gu âm nhạc của chúng ta hay không thì chúng ta sẽ lựa chọn một cách tốt nhất. Thì hiện tại thì Thiên Vũ bán rất là nhiều cái dòng tai nghe, thì nếu mà mọi người quan tâm á thì mọi người có thể đến ngay showroom của Thiên Vũ hoặc là liên hệ trực tiếp các bạn nhân viên sale của Thiên Vũ để có thể là mua cho mình một chiếc tai nghe ưng ý, hợp túi tiền cũng như là phù hợp với đôi tai của chúng ta. Thì cái video của mình đến đây hết rồi. Thì nếu mà mọi người cảm thấy video này hay, hãy bấm like, share, subscribe với kênh của Thiên Vũ. Thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay sau khi xem video nhé.